Trong Liên Quân có một số vị tướng, nếu anh em để ý nhá, tăng sức mạnh hoặc là remake lại tướng thì gần như những cái vị tướng đó đi từ đáy sội đi lên, từ những cái vị tướng bị out meta trở thành những cái vị tướng hot pick. Không đâu xa chúng ta có vị tướng Lumber và vị tướng Sennel. Hai vị tướng đã bị lãng quên từ rất là lâu, nhưng sau khi được remake tăng sức mạnh trở lại thì trở thành một cái vị tướng hot pick trợ thủ, gần như ở trong đấu giải chuyên nghiệp sử dụng rất là nhiều. Thế nhưng ở trong Liên Quân lại có một cái vị tướng được tăng sức mạnh, nhưng sau khi tăng thì lại bị trở về đáy xã hội, chả ai dùng và cũng chả ai chơi, nếu không muốn nói là bị lãng quên. Và vị tướng ngày hôm nay mà mình muốn mang tới cho anh em đó chính là vị tướng Tachi. Vì sao mình lại nói vị tướng này được tăng sức mạnh nhưng lại không ai chơi? Nếu chúng ta quay về những cái thời điểm đầu khi vị tướng Tachi mới ra mắt, Tachi là một con bài quái vật theo đúng nghĩa đen, là một vị tướng có thể gây được hàng tấn sát thương chuẩn, khả năng hồi phục và khả năng cân 3, cân 4 rất là đáng sợ. Như trong trận đấu này của mình, chúng ta đã ăn được 4 mạng ngay từ 4 phút đầu trận, trung bình là mỗi phút ăn 1 mạng. Bây giờ thì team địch đang bắt đầu dồn những combo có thể hạ sát chúng ta, nhưng dường như là không thể. Với một cái Tachi đi suốt bot và cũng rất là trâu. Tưởng chừng cái trận đấu đầu tiên này nó ngon ăn, nó có tà thần đinh ninh là thắng rồi, nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó mà anh bạn Bright của team chúng ta lao vào giữa trụ team bạn. Không cả cần biết là vị tướng Alistar mất chiêu cuối hay chưa. Với những anh em đang xem thì có thể bảo là Bright chắc có lẽ pha đấy bị lỗi thôi, nhưng còn với cá nhân mình thì chắc là lỗi thật, vì lỗi đến tận 8 lần trong một trận đấu. Còn về vị trí Ngộ Không, một người chơi đi rừng nhưng lượng vàng lại ít nhất team. Đây là một cái KD ở tầm giai đoạn cuối trận, chứ còn thực sự với anh em đầu trận thì bạn Ngộ Không bạn ấy fit liên tục cũng 1-5-1-6, rất là sợ. Cuối trận thì cũng gửi gắm bạn này một cái vé tố cáo thôi, đó để lần sau bạn ấy có thể tích cực hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trận thứ hai. Và trận thứ hai này thì cũng định là đi suốt bot đây anh em, nhưng mà có bạn Alice bạn ấy đi suốt bot rồi, thế nên chúng ta sẽ đổi qua với lối chơi Tachi đường kinh công. Quay trở lại với câu chuyện lúc nãy là vì sao Tachi theo mình nói là được tăng sức mạnh nhưng lại chả ai chơi. Đó, cái này thì cũng theo rất là nhiều anh em chuyên gia ở trên TikTok bàn luận. Cái sự tăng sức mạnh này của vị tướng Tachi lại liên quan đến một cái thanh niên màu vàng vàng, chiêu lại liên quan đến điện. Và biệt danh vị tướng đấy sở hữu thì cũng ngược lại với vị tướng Wiro. Wiro thì là con ghẻ của gà rán. Đó, nghe ở đây thì anh em biết là vị tướng nào rồi. Cái câu chuyện ở đây có nghĩa là cái chiêu cuối của vị tướng Tachi lại né được cái lôi điểu của cái vị tướng mình đang nhắc tới. Thế nên gà rán quyết định tăng sức mạnh cho Tachi. Nghe đến tăng thì cái thời đấy rất là nhiều anh em biết Tachi thì cũng rất là vui mừng, bảo là không biết là tăng ở gì. Nhưng mà sau đó, sau cái bản cập nhật chính thức của gà rán, thì cái tăng ở đây đó chính là tăng thêm miễn thương cho chiêu cuối của vị tướng Tachi. Và những ngày tháng né được nôi điểu coi như là chấm dứt. Đó, nói chung cái câu chuyện này thì cũng khá là buồn cho vị tướng Tachi. Từ một cái chất tướng hot pick trở thành một cái chất tướng mà tương đối lãng quên ở trong Liên Quân. Đó, và quay trở lại với trận đấu này thì như ở trên thanh chat thì anh em để ý từ lẫy giờ, cũng không hiểu bằng một cách nào đó mà trận trước team mình thì có cái ông Vera ngồi chửi nhau liên tục từ đầu trận đến cuối trận. Còn trận này thì được cả hai thanh niên, nó cả Zata cả Batman. Ví dụ mấy thanh niên này chửi nhau thì người ta gọi là chửi giao lưu, chửi qua lại thì không sao, nhưng một ông chửi xong kia lại còn tiếp tục combat bằng chat, dẫn tới cái việc là một cái tình huống rất là nhỏ giai đoạn đầu trận gần như là không đáng kể, nhưng mà do đó cứ dai dẳng đến tận phút thứ 5, phút thứ 6 ở trong game, vừa mất thời gian mà cũng chả giải quyết được cái vấn đề gì. Đó, thế nên khi chơi thì mình nghĩ là nếu anh em gặp những thanh niên như thế này thì cái việc duy nhất là chúng ta lên tắt chat nha, vừa hiệu quả mà đánh game nó cũng sẽ được tập trung hơn rất là nhiều. Nó vẫn tiếp tục đến phút thứ 4 và cũng chưa có dấu hiệu dừng lại ở những cái phút tiếp theo. Mấy thanh niên bên team bạn bây giờ đang được thế sang cướp rừng rất là cao với những cặp bài khỏe như là Aoi và vị tướng Zip. Một mình ở đây thì không cân được, nhưng với cái nội tại của vị tướng Tachi, nó bắp lên rất là nhiều giáp, hoàn toàn có cơ sở để chúng ta có thể quay trở lại vào play. Đó, những cái đường chém bây giờ thì sát thương chuẩn cũng tương đối là nhiều. Anh em để ý là cái vị tướng Tachi này, sau khi chúng ta kích hoạt được cái nội tại thì ở dưới thanh đấy nếu mỗi lần anh em đánh thưởng chúng ta sẽ tích lên một cái điểm màu trắng trắng. Và đủ 3 điểm nội tại này thì tác dụng duy nhất của nó sẽ là tăng thêm sát thương dành cho anh em. Thế nên trước khi chém chiêu 1 thì mình nghĩ là anh em lên tích nội tại, có nghĩa là bằng cách đánh thưởng 3 lần, sau đó chúng ta quẹt chiêu 1 thì sát thương của Tachi sẽ là nhiều nhất. Có mẹo để sát thương nội tại lớn rồi, nhưng bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cách lấy nội tại. Thật ra lấy nội tại của vị tướng Tachi nó cũng rất là đơn giản. Anh em chỉ cần để ý là khi chơi vị tướng Tachi thì Tachi sẽ có 4 mặt, mặt trước, mặt sau và mặt trái, mặt phải. Nếu anh em đánh mặt trước rồi nó lấy được một cái điểm nội tại thì chúng ta lại ra sau lưng tướng địch để lấy mặt sau, có nghĩa là tấn công tướng địch theo cái hướng mà Tachi đang thiếu cái điểm nội tại. Nó rồi sau đó lại sang trái sang phải chúng ta tấn công, thì sau đó Tachi sẽ rất là nhanh lấy được những cái điểm nội tại.
Cái pha này cũng là một cái pha siêu siêu may mắn. Khi chúng ta còn đúng một chấm máu, ăn phải cái chiêu tên thần của John nhưng vẫn may mắn là sống sót được. Team địch ở đây thì cũng đang áp dụng cái phương án là cấu rỉa. Tại vì team bạn quan trọng một cái là nó tay dài hơn team mình. Team mình cả ra có mỗi Joker là rỉa được thôi anh em. Đó, thế nên là chúng ta cũng sẽ cố làm sao cọc combat là mở giao tranh sớm. Bây giờ thì cũng sẽ đi loanh quanh người vị tướng Jenna, rồi sau đó là vị tướng Ngawi lấy những cái điểm nội tại. Còn khó quá hay thôi, anh em bật cái chiêu cuối này lên, chúng ta cũng mặc định là có luôn nội tại. Đến cái tầm phút thứ 10 này thì thôi, cả ra là chơi game cũng nhàn. Team mình bắt man thì bắt John rồi, Joker thì lại cấu rỉa con bài ít máu như kiểu Karisi. Và sau đó thì team bạn lại rút lui, và chúng ta thì dường như là không cơ hội để mà combat. Đó, ở đây thì mình đang cố gắng là mở những zip mà lại chạy. Đó, muốn đánh nhưng mà cũng rất là khó. Aoi thì cũng đến, thấy mình thì thôi lại dùng cái chiêu cuối chạy. Đó, và không biết là bao giờ chúng ta mới có thể mở combat được. Nhưng mà khi muốn mở thì chúng ta lại hết máu mất rồi. Team bạn giờ này nó rỉa cũng rất là khỏe với con bài Karisi. Thôi thì lại biến về. Quay trở lại và lướt qua một tí về cái lối combo của vị tướng Tachi. Để combo được cho Tachi thì cái bước đầu tiên quan trọng nhất thì lúc nãy chúng ta cũng đã giới thiệu rồi. Đầu tiên là phải lấy được nội tại cái đã. Mở cường hóa cái chiêu 1 lên, gây sát từng chuẩn. Và sau đó thì chúng ta sẽ có rất là nhiều định hình, hay chính xác là định thức chiêu. Có nghĩa là anh em có thể dùng cái chiêu 2 combo thêm với chiêu 1 để có thể định hướng cái chiêu 1 được chính xác hơn. Hoặc cũng có thể là combo thêm với tốc biến, mình thấy cũng rất là ổn. Và nếu hết chiêu rồi thì anh em đánh thường liên tục. Tại vì đánh thường với vị tướng Tachi nó cũng rất là quan trọng. Trong cái quá trình chúng ta được cường hóa thì Tachi cũng sẽ gây được thêm rất là nhiều sát từng chuẩn, vừa giúp cho vị tướng Tachi hồi phục. Và nếu mà chọn góc đẹp thì chúng ta cũng sẽ được bắp giáp sau những cái lần mà chúng ta khắc ấn nội tại mới. Đó, và đến tầm thời điểm này thì team bạn bắt đầu lại xảy ra một số xích mích giống như team mình ở đầu trận. Trận này thì có vẻ là Aoi hơi bất bình một tí với anh bạn John. Thấy chat là gặp John thì 90% thua, nó tù VCL. Đó. Trong khi mình thấy là John ở bên team địch trận này thì cũng đang rất là xanh anh em, xanh gần như là nhất map. Nhưng mỗi tội là những cái pha giao tranh cuối cùng nếu mà di chuyển lỗi thì đúng thật. Đó, tội đồ cả team. Và trận đấu này thì chắc là kết thúc rồi. Và nếu thấy hay thì rất mong anh em có thể ủng hộ mình một like, một sub để có thể tiếp tục giúp mình ủng hộ ra những cái series tiếp theo. Và rồi hẹn gặp lại anh em ở trong video lần sau. Bye bye.